Ethereum Proof of Work liệu có thể làm nên kỳ tích giống như là ETC hay còn gọi là Ethereum Classic trước đây cũng là một đồng coi được hát phóc ra từ Ethereum và cái đồng coi này đã có lúc x tới hơn 40 lần. Liệu rằng Ethereum Proof of Work của chúng ta có thể làm được điều đó trong tương lai hay không? Ở video này thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu là. Ethereum Proof of Work có những gì cũng như là cái tiềm năng của nó như thế nào Liệu nó có thể là làm lại kỳ tích giống như là đàn anh ETC của nó không nhá Và mọi người có thể thấy ở trên màn hình Đây là biểu đồ giá của ETHV kép hay còn gọi là Ethereum Proof of Work ấy Kể từ khi mà nó được hát phóc ra từ Ethereum ấy Thì giá của nó đã giảm rất là mạnh và đi sideways ở mức cái tầm lanh quanh 3 đô cũng khá là dài rồi đúng không Và ở cái đoạn mà lúc mà nó mới ra lúc nó về khoảng giá là từ 10 đô xuống 6 đô các thứ thì lúc này rất là nhiều bạn đã mua đúng không và có một số bạn thì có thể là kịp là chốt ra rồi hoặc là cắt lỗ rồi nhưng mà có nhiều bạn là có thể là được nghe nhiều những cái thông tin rồi những cái điều mà nó hay ho quá khiến các bạn có niềm tin rất lớn và hiện tại thì rất là nhiều bạn vẫn đang đu đúng không? đó nếu bạn nào mà vẫn còn đang giữ cái, cái đồng là Ethereum này từ cái giai đoạn đầu ấy lúc mà mới hát ford ấy thì để lại dưới phần bình luận cho mọi người cùng biết nhé còn hiện tại thì nó đã đi sideways được một thời gian rồi và rất là nhiều bạn đang băn khoăn thắc mắc là liệu là tầm loanh quanh ba đô này nó quay một thời gian này thì đã mua được chưa? thì chúng ta sẽ phải tìm hiểu rất là nhiều những cái khía cạnh cũng như là nhiều những cái thông tin ở phần sau nữa nhé thì các bạn chịu khó các bạn xem hết video cả những cái mặt tốt cả những cái mặt uh, chưa tốt rồi là những cái yếu tố xung quanh nữa thì chúng ta lúc đó hãy đến quyết định nhé thì dành cho bạn nào mà chưa biết về cái Ethereum Po này thì đây là một đồng coin nó được hát phóc ra từ Ethereum vào đợt uh, 15 tháng 9 và khi cái sự kiện rơi mất của Ethereum diễn ra thì cái Ethereum nó phát triển theo hướng là Proof of Stake tức là chúng ta sẽ thực hiện bằng chứng cổ phần còn đâu cái Ethereum Proof of Work này thì nó đã tách ra từ cái Ethereum đấy và nó vẫn giữ là mạng lưới Proof of Stake tức là bằng chứng công việc ấy. Thì để cho đơn giản thì mọi người nghĩ thế này này, à, trước đây mọi người muốn có vàng ấy, các bạn sẽ phải đi đào vàng. Bây giờ mà các bạn muốn có vàng ấy, các bạn có thể là mang vàng đi đâu đó gửi chẳng hạn thì các bạn sẽ được trả lãi à, dựa trên cái số vàng mà các bạn gửi đấy hoặc là các bạn liên tưởng đến gửi tiền ngân hàng nó cũng vậy thì um, trước đây thì để mà có thể là tạo ra được Ethereum thì các bạn sẽ phải dùng sức mạnh tính toán của máy tính để mà các bạn giải mã các thuật toán thì sau đó thì nó sẽ trả lại cái phần thưởng là cái đồng ETH nhưng hiện tại thì nó đã chuyển sang cơ chế là proof of stake rồi, tức là chúng ta sẽ nắm giữ một lượng ETH sau đó chúng ta stake vào mạng lưới thì chúng ta sẽ được trả cái phần thưởng là cái đồng ETH đó. thì mọi người cần phân biệt rõ cái này nhé, một cái là bằng chứng cổ phần, một cái là bằng chứng công việc nhé. đấy nó hơi lẫn lộn một tí nhưng mà các bạn để ý là các bạn cũng sẽ hiểu được thôi. rồi thì cái này nó khác hoàn toàn với là cái đồng ETH nhé, cái đồng ETH hiện tại giá nó hơn 1000$ 000 đô cơ đấy, nên là nhiều bạn mới lại nhầm lẫn lại sao lại một cái cao một cái thấp thế thì nó rất là mệt đúng không và kể từ khi mà nó hát fork ra khỏi Ethereum thì đây nó vẫn là một cái Layer 1 có thể là gọi là Layer 1 à. thì ở đây nó vẫn có các cái hợp đồng thông minh và có các cái dự án chạy trên này nhá đấy thì mọi người phải à, chú ý cái phần này tức là ở đây thì mọi dự án nó vẫn hoạt động trên này được tuy nhiên thì các dự án nó chưa có nhiều tại vì ấy, khi mà nó hát fork ấy, thì à, phần lớn các dự án à, trên Ethereum trước ấy thì họ đã ủng hộ cái Ethereum mà Proof of Stake ấy, nên là họ đã di chuyển sang đó hết rồi cũng như là những cái á, công ty lớn những cái ông lớn ở trong ngành ấy, thì họ đã di chuyển theo sang cái mạng lưới Proof of Stake rồi nên là chỉ còn một phần nhỏ ở bên này cũng như là cái, cái đội mà ủng hộ cái Proof uh, of Work này ở lại và phát triển thêm thôi và mọi người có thể thấy ở trên màn hình thì uh, bên phe ủng hộ cho ETHPO ấy thì có Justin Sun này À, sàn project này, sàn máy xe Hobby, bitmax này, đấy và một đội thợ đá bên trung quốc nữa và đứng đầu là cái ông uh, tên là uh, changou đó thì uh, còn lại bên không ủng hộ thì có người đứng đầu của ethereum Vitalik Buterin cũng như là đội uh, Dev và những cái dự án rất lớn đó là chainlink, aave này cũng như là USDC và USDT đấy thì họ đã không ủng hộ cái mạng lưới đào và họ đã chuyển sang cùng với lại là Ethereum theo mạng lưới là, là Proof of Stake nhé do vậy nên là sau khi cái hát xuất số diễn ra ấy, thì uh, tất cả những cái uh, đồng coin này cũng như là cái token ở trên mạng lưới thì nó sẽ được tách ra với tỷ lệ 11 Tuy nhiên thì ở cái bên protocol cũ ấy, thì nó gần như là không có giá trị vì không được cái dự án gốc ủng hộ nữa. Vì đa phần họ đã theo Vitalik Buterin ở cái mạng lưới mới rồi. Và hiện tại thì ở trên cái mạng của Ethereum Protocol ấy, thì nó vẫn có tầm 100 hệ sinh thái đồng lên quanh 100 hệ sinh thái nhé thì ở đây thì nó cũng có đủ các mảng như là infrastructure này, wallet, oracle, defi, gamefi, exchange, lending cái thứ nó vẫn có tuy nhiên thì những cái dự án này thì nó không được gọi là nổi bật cho lắm và ở đây thì mọi người thấy rất rõ là các cái dự án ở bên mạng Ethereum Proof thì có RIT, thì có ETH Bridge này, Changer này, Changer Now, Multi Chain Rocker này, về mảng ví thì có Waterbook này, Bitcap này, Fox Wallet này, này, này. Đấy, hay là MetaMask đấy, Trust Wallet đấy, thì hai cái ví lớn này nó vẫn có hỗ trợ thêm ở cái mệnh uh, work Còn ở sandex thì có cái sàn nổi bật đó là Uni Swap này, đấy, thằng này cũng khá là ok. Uh, LFG Swap này thì cái này là chuyên ở bên đào rồi, có cả ở bên mạng con nữa, đấy. Uh, Swap hay là post Swap đấy. Còn bên NFT thì ở đây cũng có một số dự án này, cũng là bên uh, ở đằng sau này thì mọi người cũng có thể thấy là ở đây thì có các dự án chạy trên này rồi. Tuy nhiên thì cái, ở cái thời gian đầu ấy thì nó hoạt động mạnh hơn, còn hiện tại thì uh, nó đã sụt giảm rất là nhiều rồi. Mọi người có thể thấy ở DeFi Lama này, vào cái thời điểm mà nhiều nhất ý, cái uh, TVL của cái Evolve Work này lên tới là 6 triệu đô cơ, nhưng mà hiện tại thì nó đã giảm còn rất là ít chỉ còn là loanh quanh hơn 500 nghìn thôi. Thì mọi người có thể thấy là qua thời gian ấy, bây giờ cái dự án này nó đã nguội rồi lúc đầu nó mới hát vóc ra thì có nhiều bên ủng hộ cộng với lại là nó có nhiều sự chú ý thì nó vẫn có dòng tiền nhưng mà hiện tại thì nó đã giảm bớt rồi đấy nên là chúng ta cũng cần phải là à, xem xét ở cái điểm này liệu là sau này các cái dự án nó còn ủng hộ ở cái mạng này hay không hay là họ sẽ chuyển sang hết cái mạng là uh, Put of stake rồi đúng không? Và tiếp theo ai là người duy trì cũng như là phát triển cái Ethereum uh, put up work này thì đội đép thì họ ẩn danh, chỉ có một người đứng ra gọi là uh, bảo vệ cũng như là phát triển cái Ethereum Pool này là đó là cái ông uh, đó là cái ông Charles Rowe thôi. Ở trên màn hình thì bạn có thể thấy là cái hình của người này. Đó thì có người này đứng ra thôi còn đâu thì uh, team họ ẩn danh hết. Thì không rõ là họ có bao nhiêu người cũng như là team mạnh đến mức nào. Đấy nên là cái này thì chúng ta cũng cần phải lưu ý một chút. thì Ethereum và uh, Protocol này ở trên uh, cái Twitter của họ thì họ cũng có cập nhật thường xuyên những cái uh, tweet ở đây, Đấy, thì mọi người cũng có thể vào để mà mọi người xem thêm là họ đang nói về cái gì cũng như là đang phát triển theo hướng nào nhé. OK và tiếp theo thì chúng ta sẽ nói đến thợ nào đi. đây là những người mà ủng hộ cái mạng lưới cũ tức là mạng lưới Ethereum Protocol nhất, tại vì Trước đây thì họ đang đào Ethereum bình thường Đấy. Mọi chuyện đang diễn ra bình thường Có lợi, uh, thu lợi rất là nhiều từ Ethereum đúng không? Nhưng mà bây giờ bỗng dưng không được đào nữa Thì tất nhiên họ sẽ không, không thích rồi đúng không? Và họ sẽ phải cố bảo vệ cái miếng cơm của họ đúng không? Và một phần nữa là tại vì ấy, Khi mà để mà đào được Ethereum ấy, Thì họ sẽ phải là uh, sắm máy móc các thứ ấy. Mà máy móc của Ethereum chỉ, thì chỉ đào được Ethereum thôi Nó không dùng để đào sang Bitcoin được Do vậy ấy, nên là cái À, những người này họ vẫn muốn là giữ cái Electron of Work này để mà họ tiếp tục đào cũng như là kiếm lợi nhuận ở trên cái, cái nền tảng này. Đó, đây là cái um, đơn vị chính những người chính mà có cái xu hướng là ủng hộ cái Electron of Work nhất. Thì ở đây thì cái thời gian đầu ấy thì khá là nhiều người tham gia đào cái Electron of Work nhưng hiện tại thì cái uh, số lượng nó đã giảm đi rất là nhiều rồi. Đây, mọi người có thể thấy là cái Miner online này hiện tại chỉ còn có hơn 3.000 thôi ở cái thời điểm mà mới hot ra ấy, thì cái con số này nó lên tới là um, gần 20.000 cơ, đấy lên quanh ở cái mức đó. Và cái nguyên nhân chính dẫn tới cái sự sụt giảm của cái thợ đào này ấy, là hiện tại giá của Ethereum pool nó quá thấp thì họ đòi đào nó họ sẽ bị lỗ mình không rõ là giá của ethereum để mà có lợi cho thợ đào là bao nhiêu tại vì ấy, ở mỗi quốc gia ở mỗi khu vực ấy, thì họ sẽ có giá điện khác nhau cũng như là cái nguồn điện mà họ sử dụng từ nguồn nào nó sẽ khác nhau đúng không ví dụ họ có thể là sử dụng từ thủy điện mà uh, họ có thể xây dựng một nhà máy thủy điện nhỏ hay là nguồn năng lượng nào đó sạch ấy, thì họ nó sẽ được uh, uh, tối ưu hóa chi phí hơn đúng không với lại là một phần nữa nó còn phụ thuộc vào loại máy đào mà mọi người sử dụng nữa nhưng cái máy đào mà thế hệ mới thì họ nó sẽ đào được nhanh hơn còn đâu những cái máy đào mà thế hệ cũ nó sẽ tốn điện hơn cũng như là sẽ đào nó kém hiệu quả hơn đó nên là cái giá mà để mà miner có lãi thì cái này thì không có thể nào mà chính xác được nhưng mà Khả năng cao ấy là cái giá của Ethereum Po hiện tại ấy, là thợ đào đang lỗ và mình nghĩ đây cũng là một nguyên nhân dẫn tới là cái sự uh, đi ngang cái giá của nó sụt giảm sụt giảm mãi. Tại vì uh, mọi người nghĩ thế này này, nếu mà bây giờ ấy, đẩy giá lên, thứ nhất là cái thị trường nó chưa đẹp, mấy cái thứ hai ấy, là khi mà đẩy giá lên thì những người mà họ được erop cái Ethereum từ cái mạng lưới chính, ấy. tức là khi mà hát phóc thì, thì ai mà đang giữ Ethereum ban đầu ấy thì họ sẽ nhận được cái đồng Ethereum Po này tương đương với là số Ethereum ban đầu mà họ giữ tức là tỷ lệ 11 mà đấy ờ, tóm lại là nhà tạo lập đi cá đi họ sẽ phải đợi cho những cái người mà được Europe họ xả hết đi đúng không họ xả hết đi thì lúc đó thì họ mới có thể là gom lại hoặc là đẩy lên cũng như là họ không dạy gì mà đẩy lúc đầu và đẩy lúc đầu thì những người mà nhận được Europe họ sẽ à, xả hết đúng không thế tại vì khi mà đùng một cái nhá cái vốn hóa lúc đó nó khoảng là 700 triệu đô các bạn hình dung là 700 triệu đô từ trên trời rơi xuống đúng không? Xu hướng thì mọi người tự nhiên là có một đống tiền thì thì mọi người sẽ tranh thủ mọi người bán bớt đi đúng không? Cộng với là tâm lý là sợ người khác bán theo nữa. Mọi người mua cái đồng Ethereum protocol Work này này là mọi người sẽ phải bỏ tiền túi ra mà mọi người mua. Nhưng mà những người mà được Aerob với tỷ lệ 1:1 so với Ethereum cũ mà họ giữ ấy, là họ giữ cái đồng Ethereum kia họ vẫn còn họ vẫn còn Ethereum nhá. Sau đó thì họ lại được thêm một cái đồng mà Ethereum protocol Work này nữa đó thì chả phải là từ trên trời rơi xuống đúng không đó bỗng dưng họ có tiền thì tất nhiên họ xả rồi và ở đây thì mọi người có thể thấy là cái cái giá của nó thì đúng là như thế thật nó nó xả từ trên cao xuống đúng không và đi ngang đi ngang đi ngang này và bây giờ chúng ta quay trở lại với thợ đào đi ngang như thế này cái giá của họ có thể là đang lỗ nhưng mà ấy, nó sẽ loại bỏ được những cái đội đào yếu ấy thì nó sẽ không đủ cái chi phí cũng như là cái nguồn lực để mà có thể đào tiếp tại vì cứ càng đào càng lỗ mà thì rất là nhiều thợ đào đã phải bỏ cuộc rồi đúng không đấy thì chỉ còn lại những đội đào mạnh thì họ vẫn cứ đào nữa tại vì khi mà ít người đào thì sẽ đào dễ hơn đúng không thì những người mạnh họ chấp nhận lỗ họ cứ đào ra thật nhiều đó sau này nguồn lực mạnh thì những đội kia đấu bỏ hết rồi họ đào được nhiều thì lúc đó thì họ mới đẩy lên thì như thế thì họ vừa đào dễ cũng như lại vừa đào được nhiều hơn và sau này đẩy lên thì những người mà không không đào trước đây thì họ cũng không có coi để mà đẩy theo đúng không cộng với lại là lượng coi mà cộng đồng bán hết đấy thì đây là một cái gọi là có thể là cái âm mưu mà dẫn tới cái giá giảm như thế này thì tất nhiên đây là cái phỏng đoán của mình thôi chứ không thể nào mà biết chính xác hay là nó sẽ, sẽ diễn ra như thế đúng không và một điều mà mình có cái sự tin tưởng vào cái eru quốc này đó là họ được hậu thuẫn bởi là cái đội đào bên trung quốc thì uh, trung quốc thì mọi người biết rồi uh, dân rất, rất là đông quốc gia rất là lớn và họ là những người mà cộng đồng đào tiền điện tử thuộc loại sớm của thế giới tại vì thì, uh, bên chính phủ họ cấm ấy chứ không thì đến bây giờ thì bên Trung Quốc vẫn là cái đội đào mạnh nhất rồi đó thì um, rất có thể là uh, đội này họ đứng sau họ duy trì cái Ethereum đào này để mà uh, họ có thể là kiếm được nhiều nhất sau đó thì họ sẽ đẩy đúng không? Thì, uh, đội bên Trung Quốc thì mọi người thấy rồi đợt vừa rồi có cái Chen Trung Quốc khi mà Hồng Kông gọi là có cái chính sách là muốn gọi là cho phép các cái công ty tiền điện tử uh, uh, hoạt động ở Hồng Kông ấy thì những cái coi mà liên quan đến Trung Quốc bay rất mạnh đúng không? Đấy, thì đây cũng là một cái yếu tố mà có thể là cái đồng Ethereum Pool này sẽ được hậu thuẫn bởi đội Trung Quốc đúng không? Và một điều mà mọi người cần chú ý không trước khi mà mọi người phô mô quá đó là ấy, kể từ khi mà hát phôi thì Ethereum Pool Work ấy thì nó đã bỏ đi cái cơ chế là burn tức là bỏ đi cái cơ chế đốt token theo thời gian thực ấy theo cái đề xuất API 1559 ấy. Trước đây thì để mà giảm lại cái lạm phát của cái Ethereum thì họ đã đề xuất ra cái cơ chế là sẽ đốt cái Ethereum dựa trên cái phí ga đấy thì sẽ giúp cho cái Ethereum sẽ giảm phát bớt mà nó nó không bị gọi là lạm phát quá nhiều ấy thì khi mà giao dịch càng nhiều thì lượng Ethereum sẽ bị đốt đi càng nhiều. Thì hiện tại thì đội thợ đào họ đã bỏ cái cơ chế này đi. Thì thì mọi người có thể thấy đây thì cũng có thể là có lợi mà cũng có thể là có hại. Ở đây thì có lợi cho thợ đào tức là họ sẽ tối đa hóa cái 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 lợi nhuận mà thợ đào có. Thì cái lợi nhuận này thì tất nhiên là sẽ thiệt cho nhà những nhà đầu tư, những nhà nắm giữ cái token này đúng không? Tại vì khi mà một cái đồng coin lạm phát nhiều thì giá nó sẽ giảm đi. Tuy nhiên thì hiện tại khi mà nó chưa được đẩy thì mọi người có thể tin được là cái đội đó ấy, kiếm được cái nguồn lợi cho mình ấy. đấy thì họ đào được càng nhiều thì sau này thì họ sẽ phải đẩy lên để họ xả chứ đúng không? chứ còn bây giờ nếu mà để lãng quên đi thì ai sẽ là người mua đấy? thì um, tất cả các cái dự án ở trong cái thị trường này ấy, hiện tại nó còn rất mới nó vẫn là pum đơm thôi chứ còn công nghệ hay là các cái thứ gì kia thì nó chỉ là một phần nhỏ thôi cái gì mà được uh, đẩy mạnh cái gì mà được đội lớn đứng sau ấy, thì nó sẽ trở thành xu hướng cũng như là trở thành hot thì mọi người có thể thấy là điển hình như là các meme coin, coi ấy. mặc dù nó chả có cái công nghệ gì cả nó chả có cái uh, phục vụ cái việc gì ngoài đời thực cả nhưng mà nó vẫn được đẩy lên ít hàng ngàn lần đúng không và quay trở lại cái hệ sinh thái của Ethereum một chút thì như lúc trước mình có nói thì gần như là tất cả các cái dự án lớn họ đã chuyển sang cái nền tảng of stack rồi nên là hiện tại thì nó đây gần như là một cái nền tảng mới và đội Dev sẽ phải là bắt đầu lại từ đầu à, việc là kêu gọi những cái à, đi app những cái dự án là xây trên này cũng như là sẽ phải là tối ưu cái, cái nền tảng làm sao để mà nó có thể là à, dễ dàng cũng như là những cái đi app xây trên này họ có thể có lợi nhuận cũng như là à, có cộng đồng đúng không? và chắc chắn là Ethereum Work cùng với là đội Dev thì sẽ phải là có rất là nhiều việc để làm để có thể là biến cái Ethereum Work này trở thành một cái layer một mà có cái sức ảnh hưởng lớn thì lúc đó thì giá nó mới có thể là đẩy đẩy cao được đúng không? Còn nếu mà cái việc mà nó không thể nào mà trở thành một cái layer 1 hay là một nền tảng có nhiều người sử dụng ấy thì lúc đó lại phải tùy thuộc vào cái sự marketing xem là họ có marketing giỏi không, họ có kiếm được nhiều người ủng hộ cũng như là đẩy nó lên cùng hay không đúng không? Nhưng mọi người có thể thấy là cái đồng ETC mặc dù nó là nó được hát fork từ lâu rồi ấy, nhưng mà nó vẫn có thể tồn tại và À, trước đây nó vẫn nằm trong top 10 những cái đồng coi đúng không? Đấy. Thì cái này nó cũng rất là khó nói, không thể nào mà biết trước được đúng không? Ok, và cuối cùng thì mọi người có thể thấy là cái thời gian để mà cái đồng uh, Ethereum Classic ấy, uh, nó boom lên thì nó cả một cái khoảng thời gian rất là dài. Và khi mà nó boom lên ấy, thì nó chỉ boom trong vòng là hai tuần thôi. Cho nên là với cái đồng Ethereum po của chúng ta ấy, thì mọi người cũng cần phải là có sự kiên nhẫn đấy chứ còn nếu mà mọi người xác định là ăn sổ thì nó sẽ rất là khó ở đây mọi người có thể thấy này đến tận năm 2021 là cái thời điểm uptrend của thị trường ấy thì cái đồng etc này nó mới được đẩy lên cái mức giá là hơn một trăm đô đúng không đây là một cái, 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 cái cơ hội nhưng đồng nghĩa với nó là cũng rất là nhiều rủi ro nên là mọi người cũng cần phải là cái xác xác định kỹ cũng như là tìm hiểu kỹ sau đó thì mọi người mới quyết định là xuống tiền và cái này, thời gian vào lúc nào cũng như là cái điểm vào của mọi người bao nhiêu và target như thế nào thì mọi người cần phải là xây dựng cũng như là xác định kỹ nhá mình chỉ đưa ra thông tin thôi còn đâu là việc đầu tư hay là tiền là tiền của các bạn nên là mình không thể nào mà uh, đầu tư thay cho các bạn được đúng không thì uh, chúc mọi người sẽ có được lợi nhuận với cái đồng iphone uh, product work này và mình thì uh mình vẫn đã theo dõi nó và nếu mà có cơ hội thì mình cũng vẫn sẽ vào tại vì mình vẫn uh, hy vọng rằng ấy nó sẽ được uh, hậu thuẫn bởi bên team Trung Quốc cũng như là uh, một cái yếu tố nữa đó là khi mà nó hát phóc ra thì Binance nó đứng ở giữa, nó, nó là người trung lập, nó chưa có nói là nó ủng hộ hay không nhưng mà Ờ, nó cho phép là mọi người có thể là swap à, cái eth Work này sang BUSD nó không cho mọi người mua trên sàn nhưng mà nó cho mọi người uh, swap qua BUSD đấy thì cái lượng đó là ai sẽ là người mua đúng không thì ai mới biết được là sàn có giữ bao nhiêu đúng không? Còn với việc ấy, khi mà hát phóc ra thì những người mà nắm Ethereum nhiều nhất là các sàn đúng không? thì các sàn cũng là một trong những cái đối tượng mà được drop nhiều nhất cái Ethereum Work này đấy cũng có thể là sau này nó sẽ được các sàn đẩy lên để mà chốt lời cái số mà các sàn đang giữ đúng không? đấy thì Binance là một cái sàn lớn và họ có rất là nhiều cộng với lại là việc họ cho swap sang BUSD nữa thì à, mình mong rằng đấy sau này nó sẽ lên Binance cũng như là nó sẽ được đẩy lên một cái sóng để mà mọi người có thể là à, chốt lời cũng như là có lãi đúng không? Rồi à, thì à, tất cả nội dung video thì chỉ mang tính chất là chia sẻ thông tin không phải là lời khuyên đầu tư thì mọi người cần phải là suy nghĩ trước khi quyết định nhá và mọi người thấy video hữu ích thì cho mình xin một like và đăng ký kênh cũng như là để ủng hộ kênh tiếp tục phát triển. Còn bây giờ xin chào và hẹn lại ở những video sau.